Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ ba, 20 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay đã có một vụ cháy cửa hàng xe đạp thành phố New York, lan qua nhiều căn nhà, làm cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 người đàn ông và 2 phụ nữ. Ngoài ra còn có 2 người khác bị thương. Vụ cháy được báo cáo không lâu sau nửa đêm ở khu Chinatown ở Manhattan, tại tòa nhà 6 tầng có cửa hàng xe đạp điện tên là HQE Bike Repair. Một đống xe đạp, xe scooter và những thứ khác bị cháy nằm đen bên ngoài, như quý vị thấy ở trên màn hình khi cảnh sát tới nơi. Và cảnh sát cho biết đây có lẽ là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ hỏa hoạn ở New York liên quan tới pin lithium ion. Từ đầu năm tới đây có hơn 100 vụ cháy và 13 người chết liên quan đến các loại pin này ở thành phố New York. Đó là theo bà Laura Cavanaugh, là một giới chức cứu hỏa thành phố New York cho biết như vậy. Bà cho biết là lúc đó có rất nhiều pin và xe đạp điện, cho nên trong cái vụ cháy này có thể là nó liên quan với nhau. Và bà nói là nơi này quá quen thuộc với cứu hỏa thành phố. Chúng tôi từng viết giấy phạt và từng phạt nơi này nhiều lần, nhưng mà họ không có bảo đảm cái an toàn. Và như vậy là đây là cái vụ cháy có thể nói là cũng là thê thảm, có như 4 người chết, trong đó có 2 phụ nữ và 2 người đàn ông. Còn 2 người còn lại bị thương khá nặng, đó theo lời cảnh sát cho biết như vậy. Các tiểu bang miền Nam đang bị nóng dữ dội, đặc biệt là tiểu bang Texas. Chắc quý còn nhớ trước đây Texas có thời gian rất là lạnh, làm ảnh hưởng cái hệ thống điện, thì bây giờ nóng quá, hàng ngàn gia đình ở phía Nam có thể là coi như vẫn còn không có điện. Và ngày hôm nay các công ty điện ở bên Texas yêu cầu mọi người tình nguyện cắt bớt, giảm bớt điện, bởi vì cái nhu cầu điện tăng quá cao là bởi lý do là nóng quá, cho nên người ta sử dụng máy lạnh nhiều. Và các cái cửa hàng cũng vậy, ta sử dụng máy lạnh. Thành ra nếu mà không tiết kiệm điện thì các cái tiểu bang này sẽ bị cắt điện. Và hiện nay cái sức nóng ở đây, ở vùng Texas này có thể lên tới là 100 độ, tức là 3 con số, 100 độ F đó thưa quý vị. Có nghĩa là triple digit temperature. Đó. Thì trong những ngày qua thưa quý vị, không chỉ là ở Texas mà các tiểu bang lân cận cũng bị luôn. Và đặc biệt là ba cái thành phố mà phía Nam của Texas như Houston, San Antonio cũng như là Austin và Dallas luôn, bốn thành phố lớn đó đều bị hết. Ở bên Mississippi, thủ phủ của tiểu bang này, người dân cũng bị nóng quá trời và đã không có điện ngày hôm nay, coi như là khoảng 100 giờ đồng hồ, coi như là lâu hơn cái thời gian mà hồi trước năm 2005 khi mà họ bị bão Katrina, tức là hồi đó 2005 bị bão Katrina thì điện đây cũng bị cúp. Nhưng mà không tới 100 giờ, kỳ này nóng quá tới cúp tới 100 giờ luôn. Cái công ty điện ở Mississippi gọi là Entergy Mississippi, công ty điện lực lớn nhất tiểu bang, cho biết là nhân viên họ đang làm việc hiện nay là 16 giờ một ngày kể từ hôm thứ Sáu tuần trước để bảo đảm có điện cho mọi người. Hiện nay ở tại tiểu bang này nhiệt độ đã lên đến là 90 độ F, tức là khoảng 32 độ C tính đến sáng ngày hôm nay. Còn ở bên Texas thì cái công ty gọi là Electric Reliability Council của Texas phục vụ điện cho coi như khoảng 30 triệu cư dân. Thì cho nói đây là, họ cho biết đây là lần đầu tiên trong năm nay họ phải cắt điện bởi vì cái số điện, cái số người ta tiêu thụ quá nhiều. Ở một thành phố khác, West Texas, đó là cái khu vực mà khoan dầu, gần cái thành cái nhiệt độ ở đây, cái thành phố là San Angelo coi như lên tới 114 độ F, tức là khoảng 46 độ C sáng ngày hôm nay. Đó là những thành phố bên tiểu bang Texas bây giờ quá nóng. Ở tại tiểu bang kế bên là Oklahoma, hơn 100.000 người không có điện và đang chờ đợi bởi vì họ không thể ở trong nhà. Nó quá nóng, họ phải đi ra ngoài bởi vì trong nhà họ không có điện để mở máy lạnh luôn. Đó. Và bây giờ là cái nóng đó cũng ảnh hưởng cả hàng trăm cái cột điện đây, có dây điện các thứ nó bị ảnh hưởng. Các giới chức cho biết là ít nhất có một người chết ở Oklahoma vì cúp điện quá lâu, tức là cúp điện quá lâu không có máy lạnh, họ nóng quá họ chết. Ở tiểu bang Arkansas, thống đốc Sarah Huckabee sáng ngày hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp bởi vì bão rồi lốc xoáy ở cuối tuần qua và bây giờ thêm bị cúp điện nữa. Ở tiểu bang Louisiana, hơn 51.000 người không có điện tính đến sáng thứ ba bởi vì do là không phải do nóng quá mà là do bão với lại lốc xoáy. Trong những ngày qua nó làm hư hỏng tổng cộng 80 căn nhà ở tại thành phố Shreveport, riêng thành phố Shreveport công thôi.
Và bây giờ còn nhiều cái coi như là lộn xộn ở bên mấy tiểu bang này vì cái hơi nóng quá cao. Một cái bản báo cáo mới nhất của hội đồng gọi là di dân Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2019 coi như là dân tị nạn ở Mỹ trả thuế của nước Mỹ là tới 25 tỷ đô la. Bản báo cáo này dựa trên cái bản báo cáo của Bộ Lao động cho biết thường thường các gia đình mà người tị nạn đến Mỹ thời gian đầu thì họ không có kiếm được nhiều tiền, nhưng mà ở từ 5 năm trở xuống thì thu nhập trung bình một gia đình là 30.500 đô la một năm. Nhưng mà sau 20 năm thì thu nhập trung bình của họ nhảy lên tới 71.400 đô la, tức là hơn cái mức trung bình của nước Mỹ là 4.300 đô một gia đình. Nghiên cứu này của lấy của Bộ Lao động cho biết là từ năm 2015-2019 có 2.4 triệu người tị nạn ở tại nước Mỹ, nếu tính từ ngày họ đến Mỹ. Và bản báo cáo ngày hôm nay nhân dịp ngày gọi là ngày tị nạn thế giới, tức là World Refugee Day, thì cho thấy là họ lấy những cái mẫu trong số là khoảng từ 2.4 triệu trong tổng số 3.5 triệu người tị nạn ở Mỹ, thì thấy rằng là những người này tổng cộng trong năm 2019 cái thu nhập của tất cả họ là 93.6 tỷ đô la. Trong số này họ trả thuế 25 tỷ và còn khoảng 70 tỷ ở trong tay. Đó là cái báo cáo mới nhất mà dựa trên Bộ Lao động mà cái tổ chức gọi là American Immigrant Council họ cho biết. Như vậy là mấy người tị nạn có đóng góp khá nhiều quý vị ạ, 25 tỷ là khá nhiều đó. Sang qua tình hình châu Á, Nam Hàn đang điều tra ít nhất là hai cái văn phòng cảnh sát chìm của Trung Quốc ở cái đảo Jeju. À, tờ South China Post cho biết như vậy. Tòa đại sứ của Trung Quốc ở Nam Hàn phản đối chuyện này, nói rằng đây là những tố cáo bịa đặt. Nhưng các nhà phân tích và an ninh ở Nam Hàn cho biết là lâu nay Trung Quốc vẫn mở những cái gọi là trạm cảnh sát chìm ở bên Nam Hàn để mà hăm dọa cũng như bắt bớ cũng như khuyến khích những người mà vi phạm pháp luật ở bên Trung Quốc trốn qua Nam Hàn để đưa về Trung Quốc. Thì bây giờ có hai nơi ở đảo Jeju người ta nghi là trạm cảnh sát bí mật của Trung Quốc. Như vậy là tổng cộng ở tại Nam Hàn là có 3. Bởi vì năm ngoái họ cũng phát hiện ra một cái ở Seoul, đó là theo đài Yonhap TV cho tờ South China Morning Post biết ngày hôm qua. Một phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc ở Seoul đã phản đối chuyện này, nói rằng các tố cáo này là vô căn cứ, đó là theo họ nói như thế. Thì chúng ta cũng biết là cái chuyện này nó không có lạ. Hôm nọ ở Mỹ, ở tại thành phố New York, Mỹ cũng bắt hai người và họ phát hiện ra những cái trạm cảnh sát chìm là chuyên môn đi bắt những người mà bị Trung Quốc truy nã mà bây giờ ra nước ngoài sống. Một vụ bạo động ở nhà tù nữ ở thành phố Tegucigalpa ở Honduras sáng ngày hôm nay làm cho ít nhất 41 phụ nữ chết. Họ bị chết, đa số là chết cháy cho tới chết bởi vì cái bạo động ở đây. Các bạo động này liên quan đến các hoạt động băng đảng. Bản tin hãng AP cho biết hầu hết nạn nhân là đều bị cháy và có những cái báo cáo cho biết là tù nhân bị bắn ở trong cái nhà tù này, nhà tù tên là ở cái thị trấn là Tamara, cách cái thủ đô của Honduras khoảng 30 dặm về phía tây bắc. Ít nhất là 7 nữ tù nhân hiện tại còn được bị thương được đưa vào trong bệnh viện Tegucigalpa thủ đô bởi vì bị súng bắn cũng như bị vết dao đâm, đó theo nhân viên đây cho biết như vậy. Thì cái người đứng đầu cái hệ thống nhà tù này là ông bà Julissat Vinaranuera cho biết là do bạo động xảy ra bởi vì gần đây các giới chức chính quyền đã dập tắt những cái hoạt động bên trong nhà tù. Vì vậy nó có những cái là thay đổi và người ta đốt nhà tù này và như vậy là có 41 người bị thiệt mạng, tất cả đều là phụ nữ. Sang qua tình hình Việt Nam, thưa quý vị, tình trạng giáo dục và việc làm Việt Nam hiện nay có điều nhiều cái điều lạ. Đất nước Việt Nam giờ phát triển nhưng mà người ta nhắm vào thực chất nhiều hơn, vật chất nhiều hơn là vấn đề học hành. Tờ Việt Nam Net đăng một cái bài tựa rất là coi như là sốc hàng. Đó. Là có một em học sinh giỏi từ chối vào đại học mà chọn đi xuất khẩu lao động mong đổi đời. Đó là câu chuyện xảy ra ở nhiều vùng quê, đặc biệt là vùng quê Hà Tĩnh và Nghệ An. Đó.
Thì cái bài báo này cho biết như sau: nhiều năm trở lại đây, các làng quê Nghệ An, Hà Tĩnh, học sinh có xu hướng học trung học xong chỉ để lấy tấm bằng tốt nghiệp, sau đó rẽ hướng ra nước ngoài du học nghề, xuất khẩu lao động. Trong đó nhiều học sinh giỏi, thậm chí đậu những trường đại học danh giá vẫn quyết định rẽ hướng. Thực trạng thất nghiệp, công việc trái chuyên môn, thu nhập thấp sau đại học khiến nhiều gia đình hướng con em mình ra nước ngoài kiếm tiền. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên tại các làng quê nghèo cũng từ nguồn tiền các em gửi về. Sức hút đồng tiền đã khiến số lượng học sinh đại học giảm, thậm chí có làng xã nhiều năm liền không có sinh viên đại học. Và trên màn hình quý vị là phụ huynh các bà có đứa con trúng vào đại học nhưng mà không học đại học, đó là bà Nguyễn Thị Hoa. Bà chia sẻ các con chị đều học khá giỏi nhưng không ai đi học đại học mà đi xuất khẩu lao động. Quý vị nhìn là đủ thấy rồi, tức là người ta đua đòi nhau về vật chất, thấy không? Vật chất là chính, bởi vì cái đua xem là nhà nào xây nhà lầu cao hơn, nhà nào có xe hơi. Hôm trước họ đưa tin quý vị là Nghệ An được coi là tỉnh nghèo nhưng mà là cái tỉnh có nhiều xe hơi nhất Việt Nam. Họ đua đòi với nhau như thế thì để muốn đổi đời chỉ đi hợp tác lao động thôi, chứ còn mà học đại học ra chưa chắc kiếm được việc. Ví dụ cũng Vietnamnet đăng một cái bài phỏng vấn một nhân vật, ông này tên là Nguyễn Hữu Thọ, trưởng thôn Xuân Hải, chia sẻ có những năm trong thôn không có học sinh đi học đại học. Có người thì nói như thế này: con tôi không vào đại học nhưng mỗi tháng gửi về cả 100 triệu. Họ thấy là bây giờ cho con đi học đại học vừa tốn tiền mà ra trường không có việc làm, hoặc làm việc trái công việc của mình, trái với cái mình học. Chưa kể trong Việt Nam, thưa quý vị, đại đa số là muốn đi làm việc mà ngon đúng mình phải có lót tay, phải có bôi trơn. Mà những gia đình không có tiền bôi trơn, không có lót tay, không cần biết thì đừng hòng vô những cái việc mà xịn. Cho nên cuối cùng nó bảo học đại học chi vậy, vừa tốn tiền vừa lãng phí 4 năm tuổi thanh xuân. Thôi xong phổ thông cho mình đi lao động, gửi tiền về nhiều, có nhiều việc để làm lắm. Qua Đài Loan đi đánh cá này, qua bên Nam Hàn đi làm xưởng may này nhiều. Bây giờ Nhật, Đài Loan và Nam Hàn là ba thị trường mà hốt lao động nhiều nhất của Việt Nam. Trước đây thì hay đi qua mấy nước Đông Âu, bây giờ mấy nước Đông Âu hết ăn khách rồi, nó lạnh quá. Đi mấy nước, quý vị nào có dịp đi về Việt Nam, lên các cái chuyến máy bay mà từ Đài Loan bay về Sài Gòn, Hà Nội, đặc biệt là từ Đài Bắc về Hà Nội, thấy người đi lao động rất là nhiều. Bởi bên Nam Hàn cũng vậy. Thậm chí bây giờ là vừa rồi ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang của Việt Nam đi qua bên Nhật còn đang yêu cầu Nhật là miễn visa cho du khách Việt Nam nữa, để qua nó dễ dãi hơn đi làm. Và cuối cùng thưa quý vị, biển miền Trung Việt Nam tiếp tục dậy sóng. Ngày hôm qua tôi có đưa tin quý vị là hai chiếc máy bay A-10 đáp xuống phi trường Đà Nẵng, đúng không? Không biết vì sao đây lần đầu tiên chiến đấu cơ của Mỹ đáp xuống phi trường Đà Nẵng. Và tôi cho quý vị biết luôn là một số tàu của Trung Quốc đang ve vãn ở ngoài Biển Đông, đặc biệt từ cái đảo Chữ Thập qua tới bãi Tư Chính trong thềm lục địa Việt Nam, cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nơi Việt Nam đặt mấy dàn khoan dầu với lại Nga. Thì trong cái đó hàng không hạm Ronald Reagan cũng đang đậu ngoài khơi và chuẩn bị là 25 ngày sẽ vào Đà Nẵng. Và hôm qua tôi có nói với quý vị luôn là có một cái gọi là khu trục hạm Izumo lớn nhất của Nhật. Đây cho mình quý vị, đây là chiếc này là lớn nhất của Nhật nha. Năm ngoái nó được gọi là gì, cải tiến thành tàu chiến. Cái tàu này nó chở trực thăng không à, có 30 chiếc trực thăng thôi. Bây giờ đó tôi coi cái video là F-35 của Mỹ có thể đáp trên tàu này luôn. F-35 của Mỹ nó không cần phi đạn, nó đáp xuống giống như trực thăng vậy đó. Thì cái tàu này hôm bữa tôi nói quý vị là đi ra Biển Đông gì, thì thưa quý vị, ngày hôm nay nó đã vào hải cảng Cam Ranh của Việt Nam thăm chính thức từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6. Đây là lần thứ nhì tàu này đến Cam Ranh. Năm 2019 tàu này cũng đã đến một lần rồi. Như vậy có thể nói là gì, sau chiến hạm lớn nhất của Nhật cập cảng Cam Ranh thì đến hàng không mẫu hạm khổng lồ của Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng. Đó. Tại lễ đón tàu ngày hôm nay, theo tờ VN Express cho biết, chuẩn đô đốc Nhật là ông Takahiro cho biết là lực lượng phòng vệ của Nhật mong muốn được tăng cường trao đổi thường xuyên với Hải quân Việt Nam, củng cố quan hệ hợp tác để hai bên có thể phối hợp khi cần thiết. Theo ông Takahiro, Biển Đông cũng là vùng biển có vai trò quan trọng đối với Nhật. Ngoài cái chiếc này đi vào còn có một chiếc khác nữa đi cùng, đó là chiếc tàu khu trục Samide của lực lượng phòng vệ Nhật biển trên bản, của phòng vệ Nhật trên biển luôn. Tức là cái tàu Izumo đi vào nó có đi kèm theo cái tàu Samide nữa. Hai tàu này sẽ ở lại Việt Nam đến hết ngày 23 tháng 6. Trong thời gian này, thủy thủ đoàn của Nhật sẽ gặp và trao đổi với các quan chức Hải quân Việt Nam.
Thì thưa quý vị, cái tàu này là như tôi nói là bây giờ lớn nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thì sau tàu này là tới hàng không mẫu hạm của gọi là gì? Mỹ sẽ vào Đà Nẵng. Và cũng trong ngày hôm qua, trong lúc thăm chính thức Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ, cũng như sáng nay gặp Tổng thống của Ấn Độ trước khi lên đường về nước. Và trong buổi gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thì ông Rajnath Singh cho biết là Ấn Độ sẽ tặng cho Việt Nam một cái tàu chiến nhỏ gọi là tàu hộ vệ. Tàu hộ vệ này, thưa quý vị, nó có tên là cái tàu gì đây? Nó có tên của nó đàng hoàng. Nó là INS Kupan. Đó, cho màn hình quý vị thấy. Đây là loại tàu nhỏ đi đánh cận bờ nhưng mà mang tính cách gọi là bảo vệ bờ biển chứ không phải là để chiến đấu. Nhưng mà nó cũng là một loại tàu chiến, mà tàu chiến nhỏ thôi, nó gọi là tàu hộ vệ. Thì ông Phan Văn Giang đã cảm ơn chính phủ Ấn Độ tặng cái tàu này. Và đây không phải lần đầu tiên mà Việt Nam nhận hoặc mua vũ khí của Ấn Độ. Hiện tại Việt Nam cách đây 5 ngày cũng đã đặt mua cái hỏa tiễn Ramos của Ấn Độ làm chung với lại Nga. Và trước đây Ấn Độ cũng bán cho Việt Nam 12 cái xuồng hộ vệ trị giá khoảng 100 triệu đô la và được Ấn Độ tài trợ trả dần. Thì qua những hoạt động này chúng ta thấy rằng là nó gọi nó phải nói là nó liên tiếp liên tục luôn. Tức là gì? Một số tàu Trung Quốc thì đang quậy phá ở bãi tư chính. Hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng đang ở ngoài khơi chuẩn bị vào Đà Nẵng. Ngày hôm qua thì có người ta thấy cái hình là hôm thứ Bảy có hai chiến đấu cơ của Mỹ đáp cái trường Đà Nẵng. Và ngày hôm nay thì cái khu trục hạm, cái tàu chiến lớn nhất của Nhật đáp vào cảng Cam Ranh. Bởi cái tàu này không phải chở trực thăng không, bây giờ được cải tiến thành một tàu chiến luôn. Nó dài tới 265 mét, là quý vị, nó tương đương một hàng không mẫu hạm bình thường. Và thêm một chuyện nữa là nhân chuyến thăm Việt Nam, Ấn Độ của ông Đại tướng Phan Văn Giang thì Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã tặng cho Việt Nam một cái tàu hộ vệ loại nhỏ để bảo vệ bờ biển. Tàu này tên là INS Kupan. Và đó là những tin đáng chú ý gửi đến cho quý vị trong phần điểm tin trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.